Xin chào các em, hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn các em vẽ con cá mập đang bơi ở dưới đại dương ha. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một cái khung hình chữ nhật như vậy nè. Rồi. Đây là anh hướng dẫn các bạn vẽ ở những cái khâu đơn giản nhất. Thì để mà vẽ ra con cá mập á, thì cái thân hình con cá mập nó sẽ có hình chữ nhật ha. Thì bây giờ anh sẽ vẽ khung hình chữ nhật như vậy nè. Đó. Sau khi mà vẽ xong được cái khung hình chữ nhật này xong ấy, thì mình sẽ bắt đầu vẽ cái hình dạng của con cá mập. Đầu tiên thì anh sẽ vẽ một cái gạch ngang lên đây. Đó. Sau đó thì ở dưới anh sẽ vẽ gạch ngang xuống. Xuống đây. Anh chia cái này thành một phần nữa ha. Tại vì nó hơi to, anh vẽ nó hơi to, anh sẽ chia thành một phần nữa. Rồi, sau đó thì anh sẽ vẽ cái này xuống đây. Rồi. Cái này anh sẽ vẽ ngang qua. Rồi, tiếp theo cái như này anh sẽ lấy ở đây ha. Cái vị trí này qua đây. Cái phần sau này á, là anh vẽ đuôi nè. Cái đuôi nè. Rồi. Còn cái phần này á, là anh vẽ cái đầu nè. Còn cái phần này thì anh vẽ cái mình ha. Cái thân á. Cái thân của con cá mập. Rồi thì từ cái chỗ này anh sẽ tiếp tục vẽ. Chút nữa anh sẽ vẽ một cái đường cong qua đây này. Đó. Nhưng mà bây giờ anh sẽ vẽ ngang lên đây. Đây, ngang lên đây. Đó. Rồi, từ ở phía trên này á thì anh sẽ vẽ qua đây. Rồi. Rồi sau đó từ cái chỗ này anh sẽ vẽ xuống một xíu. Vẽ xuống nhẹ một xíu. Rồi, ở dưới này anh sẽ vẽ lên một xíu đi. Rồi. Rồi, trong cái chỗ này thì anh sẽ bắt đầu vẽ cái chỗ con cá mập là anh chia đây. Cái đuôi con cá mập thì anh sẽ chia cái chỗ này ra. Thì cái chỗ này anh sẽ vẽ cái đuôi ha. Đó. Cái đuôi như vậy. Đó, chút xíu này mình sẽ có cái đuôi như vậy này. Đó, thấy chưa? Rồi sau đó từ những cái đường thẳng này á, anh sẽ nối lại để làm sao để cho hình thành cái con cá mập. Nhưng mà cái điểm đặc biệt thì mình sẽ làm từ từ ha. Thì mình sẽ vẽ rất là dễ. Từ cái chỗ này anh cũng sẽ vẽ một cái đường xuống qua đây. Đó. Từ chỗ này cũng vẽ một cái đường qua đây. Rồi. Ở dưới này anh sẽ vẽ một cái đường. Rồi, ok. Anh sẽ xóa bớt những cái này đi. Xóa bớt cái chữ mà mình ghi ban đầu đi. Rồi, bây giờ thì anh sẽ tiếp tục vẽ hình thành cá mập ha. Cái miệng là anh sẽ vẽ đây nè. Xuống đây. Anh sẽ đi theo cái đường cong nè. Anh sẽ vẽ cái đường cong đi theo cái những cái đường thẳng hồi nãy anh vẽ ha. Rồi, sau đó cái này đi lên này. Đó. Ở trên này cũng vậy. Đó. Rồi, tiếp theo là cái đuôi nè. Đó, các bạn thấy dễ không? Khi mà mình có phương pháp vẽ thì mình, cái việc vẽ của mình nó rất là dễ. Rồi, cái đuôi. Cái chỗ này nó hơi to nè. Cái khung, cái chỗ này nó hơi to ha. Thì anh sẽ cho nó nhỏ lại xíu. Anh sẽ bo tròn cái nó nhỏ lại vậy nè. Đó. Rồi sau khi mà xong cái phần mình á thì anh sẽ chia ra ha. Anh sẽ vẽ một cái đường này nè. Một cái đường như vậy. Cái đường này chút xíu anh sẽ xóa sau ha. Từ cái đường này ở phần phía trên này á thì anh sẽ vẽ cái phần phía trên này thì anh sẽ vẽ một cái vây của con cá mập mà thường thường nó sẽ bơi, nó sẽ nổi lên mặt nước các em. Rồi, còn phần phía dưới á thì sẽ vẽ một cái vây khác của con cá mập ha. Rồi. Rồi, từ cái phần này anh tiếp tục anh vẽ một cái đường thẳng đi qua đây. Rồi, sau đó thì anh sẽ cho nó xuống đây luôn. Nó xuống đây luôn. Rồi, cái phần dưới này á, xuống đây luôn này. Rồi, phần dưới này anh cho nó lên đây. Đó, như vậy là gần hoàn thành xong cái mập rồi đấy. Từ cái chỗ này thì anh sẽ bắt đầu vẽ một cái đường cong đi lên vậy nè. Đó. Vẽ một cái đường cong đi lên. Sau đó anh sẽ cho nó đi xuống nè. Đó, đi xuống và đi lên lại. Các bạn vẽ tròn tròn một xíu thì sẽ đẹp hơn ha.
Con cá này thì nó hơi mập, đúng như tên của nó là cá mập luôn. Rồi sau khi mà xong cái chỗ này á thì mình sẽ định vị cái miệng nó sẽ nằm ở vị trí này ha. Cái miệng nó nằm ở vị trí này. Đây, đó. Đó. Thì mình sẽ vẽ làm sao để cho nó đẹp lại một xíu. Thì từ cái miệng này anh sẽ vẽ một cái đường tròn đi vô đây. Đó. Đường tròn cong lên đi. Cho cái miệng cá mập đang dữ dằn lên. Đó. Phần dưới này anh sẽ vẽ. Rồi. Sau khi mà vẽ xong á thì mình sẽ bắt đầu ở phần trên này đi, vẽ trên này. Anh vẽ mắt cá mập này. Mập đang rất là khó chịu. Rồi, từ cái đường này á thì anh sẽ vẽ xuống đây nè. Đó, từ cái chỗ cái điểm này nè. Anh sẽ vẽ xuống đây một cái vây của mập ha. Đây, vẽ cái vây nè. Cái vây nè. Đó. Ở sau này sẽ có thêm hai cái vây nhỏ nhỏ nữa. To ra xíu đi. Rồi, cái vây nhỏ nhỏ nè. Rồi, tiếp theo ở trên này có một cái vây nữa. Rồi, ở dưới này cũng có một cái vây. Cái vết phía trên này anh cho nó to ra xíu nữa. Anh cho nó to ra ha. To ra một xíu. Rồi. Sau khi mà mình gần hoàn thành xong á thì mình sẽ xóa đi những cái phần mà nó không có liên quan ha. Mình xóa cái khung này đi. Cái khung để mình định hình ngay từ ban đầu á. Lấy dùng cái tẩy mình tẩy cái chỗ này đi. Đây là anh vẽ bằng máy, các em vẽ bằng bằng bút chì thì cũng tương tự ha. Mình càng tẩy càng tỉ mỉ thì cái bức tranh của mình nó càng đẹp. Anh quên anh tẩy mất cái râu này, cái vị trí của cái vây này rồi. Chút xíu anh sẽ vẽ lại cái vây đó ha. Đó. Tẩy luôn cái phần này đi. Đó, sau khi mà anh tẩy dần xong á thì mình sẽ bắt đầu định hình được cái con cá mập đó. Thì anh sẽ vẽ cho nó đẹp lại một xíu ha. Cái chỗ này thì anh sẽ cho nó tròn lại nè. Rồi, ok. Tiếp theo ở dưới này anh sẽ cho nó lên. Cái chỗ này anh sẽ nó tròn một xíu nè. Tròn lên. Đó. Rồi vẽ lên nè. Đó. Anh sẽ nối lại cái vây này. Hồi nãy anh có xóa mất cái vây ở đây thì bây giờ anh sẽ vẽ lại này. Đó. Còn cái phần này á thì anh sẽ cho nó lên như vậy nè. Xuống rồi. Xuống tiếu nữa, rồi lên. Xóa đi ha, sẽ vẽ lại nè. Rồi, như vậy là cũng gần hoàn thành có mập ra. Cái mập của anh thì nó hơi mập ha. Mập quá rồi. Đó, sau khi vẽ xong thì anh sẽ anh sẽ tiếp tục vẽ cái phần miệng nè. Cái phần miệng nè. Đó. Cá mập thì nó có cái hàm răng rất là dữ. Thì đây anh sẽ vẽ cái răng nè. Mình vẽ tỉ mỉ xíu ha, cái chỗ này cái răng mình vẽ
À, tỉ mỉ xíu thì cái nó sẽ trông nó sẽ đẹp hơn. Rồi, ở bên này á, thì anh sẽ vẽ một cái đường đi qua thì cho nó nối với cái miệng ở phần trong. À, bên này anh sẽ vẽ cái hàm răng cá mập luôn nè. Rồi, ok. Ở phần phía trên này á, thì anh sẽ nối lại nè. Nhưng mà anh sẽ cho con cá mập này cái mũi nó không được, không cần phải nhọn như vậy ha. Anh sẽ cho nó ra ra. Đó. Rồi, ok. Anh sẽ xóa cái phần dư này đi. Sẽ vẽ lại này. Cái phần dưới này thì anh sẽ có lẽ anh sẽ cho nó nhỏ lại xíu tại vì nó hơi mập á. Chắc con cá mập này nó ham ăn quá nên nó mập này. Các bạn có thể vẽ từ từ thế ha, để chúng ta không cần phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần như anh vậy đó. Rồi, cái vây này thì anh sẽ cho nó bằng với cái vây bên này ha. Thì cho nó xuống này. Xóa chỗ này đi. Rồi xong. À, tiếp theo mình sẽ tiếp vẽ những cái phần ở trên này, nối lại xíu. Sẽ dùng tẩy để tẩy những cái dư thừa này đi ha. Cái vây này hồi nãy anh vẽ cho nó to ra thì bây giờ anh tẩy đi nè. Rồi anh sẽ vẽ lại cái vây này nè. Đó. À, bây giờ thì tiếp tục anh sẽ vẽ cho cá mập chúng ta những cái đường nét. Anh sẽ vẽ lại con mắt nè. Đó, to xíu rồi đó, cái mắt con bập này rất rất là đang rất là khó chịu luôn á. Cái vậy anh sẽ vẽ qua đây đấy, sau đó thì anh sẽ tiếp tục vẽ một cái đường nét này nữa đó, cho nó sinh động ha. À, còn cái vây dưới này thì anh cũng vẽ cho nó một cái nét nè, chấm một cái, vẽ một cái nét chấm một cái. Nét anh vẽ hơi méo thì anh sẽ vẽ lại nè, chấm một cái. Rồi ok, tiếp theo là cái vây bên này anh sẽ vẽ cho nó một cái đường như vậy đó, và tương tự như cái vây kia anh cũng vẽ một cái đường nét như vậy. Rồi và tiếp theo là cá mập thì anh sẽ vẽ cho nó cái như này. Rồi ok, con cá mập này thì cái vây dưới này thì anh sẽ tẩy nó cái phần dưới này đi, anh sẽ vẽ lại ha. Chắc anh nghĩ là anh sẽ tẩy cái chỗ này đi, anh sẽ vẽ cho cái nó nhỏ lại ha. Rồi vẽ chưa, vẽ y chang hồi nãy vậy đó, thì mình sẽ vẽ một cái vậy này. Mình vẽ xuống một xíu. Cái đường vây như vậy ha. Rồi sau khi mà gần hoàn thành á thì mình sẽ tiếp tục mà đổ lại những cái nét nè, cho nó ấy ha, cho nó đẹp xíu. À, và đặc biệt là mình sẽ dùng cái tẩy và mình tẩy nhẹ đi những cái nét mà mình không cần thiết nè, để cho nó nhỏ lại nè. Rồi con cá mập này thì nó quá mập luôn.
À, như vậy là mình đã gần hoàn thiện được con cá mập rồi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ thêm một chút xíu cho cái biển của chúng ta được sinh động hơn ha. Anh sẽ vẽ nước nè, rồi rong biển nè, đất đá dưới biển nè. À, đầu tiên thì anh sẽ vẽ cái vùng đất ở đây, một cái vùng đất ha. Đất thì rất là dễ, mình chỉ cần vẽ một những cái đường cong như vậy thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ những cái nét cho cái đất này. Đó, chấm những cái viết chấm thể hiện là cái đất này rất là sinh động này. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ cái rông. Cái rông thì mình vẽ rất là dễ luôn. Bắt đầu từ cái điểm này. Đây, mình vẽ cong xuống. Rồi tương tự như bên kia mình sẽ nối lại nè. Rồi tương tự nè, mình sẽ nối ở giữa lại nè. Rồi như vậy là xong một cái rông rồi. Để cái rông nó sinh động hơn á, thì mình sẽ vẽ cho nó uốn lượn xíu ha. Đây như vậy này. Đó. Nè uốn lượn nè. Rồi ok, tiếp tục ở ngoài này luôn. Cho nó uốn lượn nè. Ok. Tiếp tục với cái rông bên này mình cũng vẽ cho nó uốn lượn nè. Đó, khi bạn nào mà vẽ quen tay rồi thì vẽ rất là nhanh. Rồi, tương tự với cái rông này luôn. Rồi, bên này anh cũng sẽ vẽ một cái tảng đá ha. Đi lên. Này. Đó, thì mình cũng vẽ những cái đường nét giống như bên kia. Rồi mình cũng sẽ vẽ những cái rong biển ha. Lần này anh sẽ vẽ nhanh một nét luôn ha. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái đường ở giữa nè. Đó. Rồi bên này anh sẽ vẽ một cái rông ngắn ngắn này. Rồi tương tự như bên này. Bên này nữa ha. Đó, như vậy là anh đã vẽ được cái phần đá và cái rông rông biển. Bây giờ anh sẽ cho nó sinh động một xíu là anh sẽ vẽ những cái bong bóng biển ha. Bong bóng biển thì vẽ hình tròn thôi. Và các em thì vẽ hình tròn, đó, vẽ theo cái nét như vậy đó này, cho nó đẹp ha. Mình sẽ vẽ những cái bong bóng vừa to vừa nhỏ để cho nó không cần phải đồng đều nhau để mà cho nó đẹp, cho nó phong phú. Rồi. Bên này cũng sẽ vẽ bong bóng biển nè. Bên này cũng tương tự nè. Rồi, như vậy là gần hoàn thành xong bức tranh rồi đấy. Tiếp theo anh sẽ vẽ những cái làn sóng nước ha. Cái này chỉ là mình bình thường thì mình sẽ không nhìn thấy đâu, nhưng mà anh sẽ vẽ minh họa thôi. Đó. Anh uốn lượn xíu đi. Rồi, anh uốn lượn nè. Uốn xuống nè, rồi uốn lên nè, rồi uốn xuống nè, rồi ok, cái này thì anh sẽ tẩy nó đi, anh sẽ cho nó uốn xíu nữa, anh muốn cho nó phải cong cong thêm một xíu nữa. Không được rồi, vậy đi. Rồi. Ok, tạm được rồi. Thì bây giờ anh sẽ bắt đầu tô màu cho bức tranh này.
Thì vì nước biển thì màu xanh thì tô lên đây thì rất là nhiều và rất là khó tô. Nên anh sẽ tập trung tô cá mập ha. Cá mập thì thường thường ở ngoài biển thì nó sẽ có màu xám. Nên anh sẽ tô cái màu xám cho cá mập đầu tiên nè. Rồi. Đó, ok. Tô cá mập ha. Anh sẽ cho cái cỏ quanh nó to xíu. Rồi, cá mập này. À, chờ anh xíu ha. Để anh sẽ chuyển qua cái chế độ là này. Rồi, bắt đầu tô nè. To quá. Rồi anh bắt đầu tô này. Tô cá mập này. Cái màu xám này. Các bạn tô tỉ mỉ một xíu ha. Đó. Tiếp theo là cái phần mũi này. Như vậy thì nhìn cái màu nó bị chồng lên nhau thì rất là xấu. Thì anh sẽ không chọn cái chế độ này nữa. Tô tiếp cái phần này. Rồi ok. Nghĩ là anh sẽ tô mà không có dở cái bút của anh lên thì anh sẽ tô rất là ok này. Rồi, tô cái đuôi này. Mình sẽ tô cái viền trước ha. Tô cái viền trước rồi sau đó thì mình tô cái phần trong nó nhanh và nó dễ hơn. Đó, ví dụ như cái viền của cái vây này, sau đó thì mình sẽ tô cái phần trong nó sẽ dễ hơn này. Rồi, cá mập này gọi là cá mập xám ha. Sau khi tô xong cái viền rồi là sẽ tô cái phần thân của nó. Ok. Xong. Tiếp theo thì anh sẽ tô cái mình của nó, cái mình của con cá mập ha. Rồi anh tô cái mình của con cá mập thì anh sẽ tô cái màu nó nhạt hơn chút xíu mà nó hơi màu xanh ha. Đây, anh nghĩ là sẽ tô màu này. Ok, màu này hợp luôn. Cái màu này là màu xanh mà nó hơi hơi xám mà nó cũng hơi ngã màu trắng một xíu. Tiếp theo là cái phần dưới này. Ở nhà thì các em có thể dùng màu nước để tô ha. Rồi ok.
Để cho nó đẹp hơn xíu thì anh sẽ tô những cái viền sọc sọc ở dưới này, và các em có thể dùng cái màu cũ. Nếu các em dùng màu nước thì mình có thể đi theo một cái đường theo cái đuôi cái vây cái người nó ha. Ví dụ vậy nè. Đó. Đó. Dưới này cũng tương tự như vậy nè. Rồi, ok. Tiếp theo cái vây này nó ở đằng sau, có một cái vây phía trước, anh sẽ tô phía trước này. Nhưng mà có những cái vây nó ở đằng sau ấy, thì anh sẽ tô những cái màu nó đậm hơn xíu. Đây, anh chọn cái màu xám đậm hơn. Anh nghĩ là anh sẽ cho đậm hơn xíu nữa. Rồi. Tiếp theo cái vây này. Rồi, ok. Đó, như vậy là anh tô xong, gần xong con cá mập rồi. Bây giờ anh sẽ cho cái mình con cá mập, cái miệng của con cá mập ha, ở phần phía trong cái tô nó màu đen luôn. Rồi, còn răng của cá mập thì anh sẽ để nó màu trắng. Còn để cho cái con cá mập chúng ta được đẹp hơn ấy, được sinh động hơn ấy, thì anh sẽ tô tiếp tục cái phần người, anh sẽ đổ bóng cho nó. Ví dụ như vậy nè, thì anh sẽ cho nó một cái màu xám xám một xíu. Rồi, ok. Cái phần đuôi cũng vậy ha, tương tự nè. Đó. Ở phần phía dưới anh sẽ cho nó đổ bóng xíu nè. Rồi, cái phần vây nè. Rồi cái phần bụng này. Đó, như vậy là cái mập của mình nó sẽ có cái bóng bóng, cái độ bóng. Anh sẽ vẽ thêm những cái râu của nó ha. Đây là những cái đường viền của con cá đấy. Dưới này thì sẽ tô đậm thêm xíu nè. Đó. Rồi xong, như vậy là anh đã tô xong cá mập, và con cá mập đúng chất là nó mập thật sự luôn đó, bởi vì anh vẽ nó quá tròn. Tiếp theo là những cái rong biển này, sẽ tô màu xanh lá cây ha. Cái rong biển thì màu xanh của nó thì hơi hơi ngã vàng một xíu, nên anh sẽ chọn những cái màu, anh sẽ chọn cái màu màu xanh mà nó hơi ngã vàng ở phía bên này này. Anh tô rong biển này. Rồi. Anh sẽ tô xen kẽ ha, không phải là cái rong nào anh cũng sẽ tô màu đó cả, mà anh sẽ tô màu xanh. Lúc thì anh sẽ tô màu xanh này, nhưng có khi anh sẽ tô màu xanh đậm hơn. Rồi bây giờ anh có thể anh sẽ tô màu xanh nó tươi hơn xíu. Rồi những cái màu xanh kia thì anh sẽ tô nó đậm hơn ha. Đậm bằng tí nữa đi. Anh sẽ tô những cái rong còn lại luôn. Rồi tiếp theo sẽ tô cái phần những cái bông bóng biển, sẽ tô màu xanh dương ha, màu xanh dương như nó hơi nhạt xíu nè, nhưng mà anh sẽ không có tô nhiều đâu, anh sẽ tô chỉ mé mé của nó thôi. Đó, như vậy thôi để thể hiện là nó đang ở dưới biển thôi ha.
Rồi tiếp theo cái những cái viên đá này tô cho nó một cái màu 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 nâu nâu đi. Dưới biển thì nó sẽ có màu nâu. Đây, cho cái cỏ quanh nó to hơn xíu. Ok. Anh tô hết luôn. Rồi tương tự với cái cục đá bên này, tôi cho nó màu này màu nâu luôn. Rồi anh sẽ tô cho nó một cái đậm đậm ở phía dưới này để thể hiện là nó có cái bóng ha. Rồi, ta-da. Như vậy là hôm nay anh đã hướng dẫn các em vẽ xong cá mập đang ở dưới đại dương ha. Chúc các em vẽ bài vẽ này thành công, và nếu các em thấy thích cái video này á thì có thể đăng ký anh subscribe, like, và nếu như có ý kiến muốn anh vẽ con nào nữa thì các em hãy comment phía dưới, là ví dụ như anh ơi em muốn vẽ con vịt nè, hay là em muốn vẽ con thiên nga này, hay là em muốn vẽ con cá voi chẳng hạn ha, thì anh sẽ vẽ con đó. Chúc các em vẽ con cá mập thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.